tao mọc đầy đường ấy. Mày tiền phết thật đấy. Thôi, vỗ béo mày mãi rồi. Chị, hôm nay xin mời một tí. Gọi là tí phân. Để mua một chút ăn cho mấy cả quê rổ ở nhà cho anh. Ui, chút tiền ra đây. Tao xin một ít thôi. Chết mẹ. Mẹ ơi, ơi, ơi. Nghệ thuật ngồi tiền phải gặp mọi đệ tệ. Ôi trời, rách mắt hình dốc rồi. Mày ở dưới. Chắc chắn sẽ nổi dính một góc. Đồng này đồng to. Ấy như cái đồng này trước mắt lại cả tròn. Chắc thế nhỉ. À, mày à gửi. Mày à gửi. Mít rồi. Ngon lành kênh đào. Năm mít. Phần bịa nó gọi là bịa non. Bịa non của em yêu đất. I-a-i-a. Một em yêu đất. Ôi, xách nó một tí rồi. Không sao, chắc vẫn muốn được. Con lợn này đít nó vẫn hơi sắc. Trứng, chân giò. Có cả trứng hả? Có cả trứng. Bà bán cả trứng. Thập cẩm mà, mua đi. Cho cháu túi này. Dạ, cái này. Cái gì đúng không? Trứng là túi này bao tiền đấy, trứng ung vào, trứng gì đó đây. Biết trứng ung luôn. Ung đâu, trứng xịn đây. Trứng này bà mới lấy về đấy. Trứng ngon lắm. Chả trứng ung. Ung đâu, về luộc mà xem không phải ung đâu. Trứng bà luộc về mua về ăn đấy mà. Mày mua đi. Cháu biết làm sao được bên trong nó có không ung hay không? Bà cho bảo hành về luộc, nếu mà ung thì mang xuống giả bà. Ung thì cháu ăn hết rồi, cháu thích ăn trứng thối. Ôi thế. Thối đây chị à. Lấy gì đây hả? À? Lấy gan. Con nhà ông đấy. Gan con gì mà to đấy? Gan lợn mà. Lấy gan ông hay lấy thịt gà? Khùi. Lấy cái gì? Chân giò. Cái này, miếng này bao nhiêu tiền à? Miếng này phải cân lên thì biết được chứ. 3 cân nhé. À, cân mốt là 101. Đắt lắm. Thế lấy chân giò nó rẻ kìa. Chân giò á? Chân xương này ăn cái gì? Xương gặn nó mới được lâu. Thật ngon. Chân cổ chân. Chân. Nhưng mà chân có bổ cả tay không? Bổ tất. Xương này là ăn là bổ tất. Ngon. Ôi. Thế thì bán cho cháu về cho cháu. Cháu cho con ồ. Ồ à? Cháu về là cho chó á? Chó. Phí thế. Con su nhà cháu đang bị đau chân nữa. À, ăn vào bổ chân à? Đây cân 7. À, cân 7 là 50 nghìn. 60.000. Vâng. 60.000. Đắt thế. Đắt cái gì? Xương này, này xương của chân. Móng này móng miếng của con con đây này. Móng này á, về hờ cái bắp phát ra luôn. Cháu thì ta thiết thì muốn đây. Cháu chỉ
mua về cho chó thôi. Chó thì cả người cả chó ăn. Không, hải... người ai ăn được chó. Hải cho chó ăn cái này. Đây này. Không có cả lốt này. Đây về cho biết ca là vui là ra luôn đó nè. Ừ. 50.000 thôi. 60.000. Thấy cháu mua cả cái này rồi. Cái này 20.000 và chỗ này 60.000 là 80.000. Mua về cho chó mà. Cái chó ăn là chó mẹ ăn sai. Không có cái này nó sẽ bỏng cái này. Bỏng cái nào? Bà chẳng bán được cho ai không mẹ. Cái này tươi dưới giói này mà. Trong ngày gọi cháu ra mua cho chó thì chó cháu lúc ấy chơi thiêu không ăn nữa đâu. Đây tươi ngon đấy. Không. Tươi ngon lắm. Tí nữa là thiêu rồi, cháu không mua nữa đâu. Thiêu đâu mà thiêu. 50.000 thôi. 60.000. Mày mà cả ghê quá đấy. Con mà đi đã mua hàng mà cả ghê quá. Nó bà để túi nhá. Đây cháu mua luôn. Ok. Trời cháu thiếu tiền à, đầy tiền. Ôi giời, nắm thế tiền to thế. Ai đầy cho đấy? Tiền. Ai cho tiền to thế? Tiền cháu đầy. Mới nhặt được à? Vâng. Nhặt ở đâu đấy? Hay là tiền của bà làm rơi nhỉ? Không. Tiền của ai? Tiền 500 nhé. Trả lại cháu. Trả lại nhiêu nhỉ? Không biết. Trả lại 10.000 đấy sao vậy? Không phải đâu. 500 nhiều lắm. Trả lại nhiều lắm. Trả lại bao nhiêu nhỉ? Chỗ này 20.000, chỗ này 60.000 là 80.000, trả lại bao nhiêu? Trả lại 450. Ơ, ta lại khôn thế, trả lại 450. 20.000, trả lại 460, 60.000 là 80.000. Trả lại 420. Trả lại 420. Phải không? Phải. Suy nghĩ lại đây nào. Đúng rồi. Trả cháu tiền. Trả tiền nhỉ? Có tiền sách. Không sách đâu. Thế thì làm sao? Sao không sách đi? Ôi, sách vừa cho tiền đây. Ôi, không phải đâu. Đừng lấy cháu lôi cháu vẫn còn nguyên nha. Ôi, này, rách mấy chỗ này. Không, biết đâu, bà đừng bịt cháu. Đây, rách đây, bà bịt gì nè. Không biết, thế thì cháu chẳng mua nữa. Đây là tiền nhật. Bà trả lại cháu đồng 500 lành đi. Tôi giảm 400 thôi nhé. Còn không. 20.000 trừ tiền rách đi. Đi đi mà khôn đấy. Bà cầm bà chỉ rách bà trừ của cháu. Đâu thế đâu, rách bà sơ vào đây, rách cả trong này rồi. Đây, rách cả trong này, mấy chỗ này nữa mày cắt à? Hay là tiền này người ta vứt bỏ mày nhặt được? Ai dám vứt bỏ 500 là cha cháu nhận ngay. Cái này nó chả vứt bỏ. Không. Bà thử vứt đồng 500 thì cháu nhận luôn đấy. Tiền đây đúng rồi, tiền nhặt được đây đúng rồi. Không rách phải này. Ai người ta thì vứt đồng to này. Thôi chỗ rách này tính vào 20.000 còn thì cũng giả 400 nhé được không? Cắt bế rách chứ. Ta ngân hàng đổi rồi mất công chứ. Đổi mất có 2.000 thôi. 2.000 rồi bà còn mất công đi mất buổi đi đấy được không? Có okay. 20.000 nhé. Giả 400. 100 đâu nhỉ bà, có cho 100 đâu này nhỉ. Bà lại to đấy. Rách có một tí. Dán vào là được. Chẳng qua cháu quên dán rồi. Đây. Đấy đúng rồi. Thiếu à. Bà để ăn gian à. Thiếu một đồng một lít. Thiếu hai đồng này nữa. Bà tưởng cháu không biết gì à. Bà thử mày xem là bà có biết gì không. Ừ trời. Đây. À không. Đây bà giả lại. Năm đỏ rồi. Năm đỏ à? Bà hết rồi. À đây đỏ đây. Không. Cái này giả đỏ à? Thế thì cắt chỗ này. Cắt chỗ này mới đủ. Cắt này thưởng bà. Thế thì hai cái đồng này chụp đấy mới cả. Cái đồng mấy cái đồng mấy nghìn này. Mấy cái đồng mấy nghìn à? Ừ. Ờ, gì có đồng mấy nghìn? Có đấy. Rồi ok đấy. Thế là bà được có 20.000 là được trừ mà đấy 10.000 là còn có 10.000 là rách thế này mất công đổi lắm. Ghê, cháu về đây, cháu về đây. Không mặt cãi gì nữa. Không mặt cãi, bye bye nha. Cháu về đây. Về làm món gì đấy? Món, cháu không biết. Giờ này món này, không có gì cho chó nhiều sữa nhỉ. Cháu để ý. Chó ăn à? Chó ăn thì chúng tôi không hơn cháu thôi. Ông cháu á? Ông cháu mà. Nấu cháu nữa đâu, cháu không ăn được cùng. Cháu đi về đấy, cháu đi nấu. Đau rồi chết. Con mua gì đấy? Chết của em cái này đây.
thế nào nó chạy như nhau. Bồi bổ. Này trứng vịt lộn này, đánh giống của vịt là nước ngoài đấy. Cái gì? Ấy, nấu đi. Nấu đi á. Mua trời, vừa mất tiền vừa mất công rồi lại còn bảo em nấu. Người ta ăn sống à? Anh đi mà nấu. Mày không mua cái gì chín sẵn đấy. Anh đi mà nấu. Tao nấu được à? Ôn đấy. Mày ngu thế. Thế nên nấu được à? Nấu được gì? Đẩy lúc quẩy lúc ăn. Khôn. Đi nấu đi. Tao buồn nghỉ. Nghe. Sau em mà chín gì đừng có khó khăn. Đấy. Nghe. Em nấu món gì nhỉ? Món gì ngon ngon nhỉ? Vừa uống thuốc xong. Buồn ngủ quá. Tí xong gọi ta nhá. Ok. Thì có cái gì đây nhỉ? Quán này như kiểu là kiểu tả. Vị thuốc quá. Mà để làm món chân dầu hầm thuốc bắc. Đấy. Rồi. Cái này người ta làm sạch rồi, không thể làm nữa. Người ta làm sạch rồi đi bán ấy. Ba cái đầy lù luôn. Sò. Canh vung. Ăn cứ phải đầy nôi. Cho gói này vào. Mất nhà mọi lại cả bụng cái gây chết đi được.
ấy không biết đã làm sập đổ ngôi nhà tình yêu của mày. Bão đổ nhà vào cái kết mà đại ca tí nữa thì bị sập vào đầu. Tốn công tốn tiền tốn công của mình mà vẫn này là không khỏi về chân thì quá kia mình tốn bao công sức. Đi lên chơi game bỏ đây đã. Gì khét thế? Ây da. Thật lo thế đấy. Cái gì đấy? Kẹp thế. Ôi sổ ơi. Vào đây. Ôi nồng đứng thế này. Ui, khép chết rồi. Ôi. Ôi giời ơi. Cháy nhà rồi. Ôi. Cái gì đây? Ôi. Cháy 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 á. Ôi giời. Đây. Đây. Vào đây. Đây. Dậy. 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 Đi ra đây, nhanh. Dậy. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Mày làm cái gì? Mày làm cái gì mà cháy khét hết cả nồi nhà tao thế này? Hả? Ôi, anh phá con chân gà bóng đêm của em à? Cái gì? Chân để cháy rồi. Mày đúng à. Mà, mày đúng. Ui, mà. Mày che được. Hả? Thế nào à? Thế cái gì? Rời ạ. Nấu ăn nó tưởng nấu chưa ăn được bữa ngon. Tao tưởng được bữa ngon. Đây. Gãy mẹ. Thì chân đây không phải à? Mình nấu ăn như thế này thì chân tao chắc như thế. Ủa ơi. Chích lửa. Mày nhìn cái nồi thế này. Mày nhìn cái nồi trên đây. Chà mày lừa làm gì? Mày biết cái nồi này bao tiền không? Chê đập hết cái đồ của cháu rồi. Tổ nghĩ có cái gì vào đây? Trứng sao lại để thế này? Chị nấu vào cho nó bổ. Ý kìa. Ăn được không? Ăn được à? Cháy lùi lùi rồi này ăn được chưa? Mày nấu kiểu gì á? Mày không cho được. Chị em nấu được anh chẳng đi mà trông. Tao trông thì tao ngủ rồi. Thì tao... em cũng ngủ. Nấu mày không cho nước à? Không cho nước à? Chạy cho à? Cho đến đây nước này. Thế mà chạy thế này. Tiếp được.
Mấy giờ mấy giờ? Chưa, còn gì nữa mà mấy giờ? Cháy đâu mấy tiếng nó chạy cháy. Thế mày làm cái gì mày nấu ăn thế này à? Tao tưởng hôm nay lừa được mày bữa rồi ạ. Bị mấy trăm nghìn của em. Dạ tiền đây. Tiền gì? Ăn được à? Tiền mới chả nòng. Ừ bà vẩn. Nấu mới chả ăn đấy, ăn đi. Từ sau đừng hỏng em nấu. Rồi. Lừa cái tiền đấy này. Cái này. Vâng, mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tama TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với công ty trà Việt Anh, tinh hoa trà Việt để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? Sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. Đây, như Mao Đệ hay thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn nhá, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. Bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và những cái xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30. Thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Mịn nhẵn luôn. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy ấy, thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tán gái mút tê. Mà làm bánh với cả làm chà đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok. Đấy, đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh Matcha Tama TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là đó là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, mình cho làm thế. Đấy. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Là mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đấy nhá. Cho mọi người xem lại. Anh kẻ già vẫn thế. Đó. Rồi, ok. Mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688. 0585898688. Mình có để ở dưới mô tả nhé, và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tama TV, page Tama TV Tích Xanh nhé mọi người nhé. Mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình, like, chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này. Chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là lần một có chưa có một làn da ưng ý thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.